sân bay ngày mốt sướng quá mọi người. Rồi mình vừa về tới luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình vừa về tới thì bạn Toàn mới vừa đưa cho mình thêm một cái deal nữa. Cho xe về tới luôn là CB 1000 nữa mọi người. Thì hôm nay mình sẵn mình review luôn nha. Một con là 1100, một con là 1000 nha mọi người. Mời mọi người vô xem xe nè. Đẹp quá Toàn ạ. Quá đẹp luôn. Dạ đúng rồi, mới cũng chứng xong. Ủa cái yên xin này còn đúng không? Đúng rồi, còn anh ạ. Ừ, chắc là khả năng cao về yên xin đi. Dạ. Người ngồi có vẻ êm quá, nhưng mà khách nào thích cái dạng da yên mà ngồi và để đi tour nhiều quá thì cái xe này. Tập trước là CB 1100 rồi nha mọi người. Tập này mình trở lại với CB 1000 nha. Trời cao luôn và giá cực kỳ tốt. Mời mọi người vô cùng mình nè. Tiếp tục cuộc hành trình tìm những con xe đẹp về phục vụ cho khách hàng. Đây là con CB 1100 mà tập trước mình mới vừa mua nè. Mọi người quan tâm có thể lùi về sau coi lại thử nha. Vừa về tới thì chốt thêm được một em CB 1000. Cả hai xe mình đều mua ngay chủ, pháp lý rất là rõ ràng và minh bạch nha cả nhà. Honda CB 1000, còn gọi là Honda 1000 cả nhà. Honda 1000 hôm nay thay đổi dáng diện mạo hoàn toàn của cả nhà ơi. Qua cái form này thì nó hơi hướng theo gọi là mình thấy hơi hướng theo cái dạng là hơi công tử chút xíu, nó không còn mạnh mẽ cá tính như cái con đời trước nữa, nhưng mà bù lại thì nó được nhiều mất lái cả nhà. Có 4 mất lái luôn nha, Sport nè, Standard nè, Grand nè và User ha. Thì những cái như Power với lại EV với lại Traction Control mình có thể chỉnh theo ý mình nếu mà mình để qua chế độ User nha. Ví dụ bạn mọi người muốn chạy nhanh đi, mình để Power mạnh full lên, Traction Control nó thấp xuống thiếu, vậy cái là lên đầu. Nên cái là lên đầu liền nha. Thì con xe này mình mua lại của một anh trai cũng có tuổi, nên anh ấy nó chia sẻ là mua và đa số là để uống cà phê thôi. Xe không có vô đồ nhiều quá nha. Xe chất màu zin cũng còn rất là nhiều cho mọi người. Cái bom nhưng nếu mà so sánh vô lại cái form xe này thì nó cũng rất là hợp cho cái nhà. Cái cờ biển này nó là góc rất là đẹp thật. Đèn led thì nó qua đèn daylight rồi ha. Nó có một cái đèn kính hình cực kỳ đẹp. Ở đây khả năng con này về mình sẽ rửa rửa dở phun lại đó spa thì anh test rồi những cái này ra bắt lại ha. Pin từ A đến Á luôn nha. Dường như là chỉ có vô những cái đồ cơ bản như là bảo vệ lốc máy nè, chống đổ ha. À, bảo vệ cách nước nè, chống đổ nè. Bô thì vẫn là bô zin nha. Vô cái yên này thì ngồi nó sẽ êm hơn ha mọi người. Còn cái da yên zin luôn, mọi người thích da yên zin mình có để da yên zin cho mọi người nha. 12.600 mai ha. 12.600 mai. Thì cái con CB 1000 đời này nó sẽ là mẫu mới sau 10 năm. Máy rất là êm nha. Cơ bản của cái dòng Honda này thì ăn chắc mặt bền rồi. Nào cũng hơi hướng theo là an toàn nha. Với lại độ bền cao nha. Tốc độ thì không bàn tới thì nhà Honda thì không bị tốc độ lắm cho mọi người. Và bắt đầu quan tâm con này thì hôm nay mình tốc độ giá cũng chỉ tốt luôn. Tốc độ chỉ còn ở khoảng 200 mấy chục chai thôi. Nếu mà so với lại bản của 8 mấy chục thì con này mình bán với mình còn khoảng 340 nha. I'm not afraid to die.
Vừa quay xe xong thì có khách tới kiếm dòng xe nào khoảng 1000cc. Mà phân khúc 1000cc á, thì bên Vương Khang có rất là nhiều nha. Chị đẹp nói kiếm xe nào cho chồng chị ngầu ngầu như em trai. Rồi ok chị, để em xử lý cho. Đây, con này mà anh chị đi là bao ngầu luôn nha. Hartley 48 đã build lên rất là nhiều đồ rồi và phong cách rất là đẹp nha. Nhưng mà anh chị thích dòng sport bike hơn, Hartley thì để sau này anh chị sẽ tìm hiểu sau. Thì mình giới thiệu con Ducati 899 và cuối cùng anh chị đã lựa được con Ducati 899 full carbon của mình mới vừa đăng tập trước nha. Xe này Khang xin tạm ngừng giao dịch. Cảm ơn mọi người đã quan tâm rất nhiều. Rồi, bé Sport TS màu nâu cũng về Huế nha cả nhà ơi. Máy này Sport TS bán không có hàng để bán luôn cả nhà. Odo 11.800 km nha. Bô xe này đã vô được cái bô Panel 2 rồi nha mọi người. Nghe cực kỳ phê luôn ha. Và vào thêm một ốp sờ số option linh tinh ha, như ốp bảo vệ lốc máy nè, bảo vệ cấp nước ha. Màu nâu này nó cũng khá hiếm trên thị trường nha cả nhà. So với lại ok, xi nhan sâu với tựa yên luôn nha. Đây gắn thêm cái này cho đỡ văng này cả nhà. Hạn chế được phần nào. Đây là cái xi nhan đúng không? Bỏ lên tự với mình. Quá đẹp luôn. Biển số Sài Gòn rất là dễ thương nha cả nhà. Xe này đợt trước là đợt đầu là mình mua của một em trai không có gì ngoài cái sở thú sưu tầm xe nha. Đợt đó mình vô mình mua 3 con nha mọi người. Mọi người có theo dõi mình thì mọi người có thấy khi nào mình vô nhà của em ấy mình mua một lần là 3 xe. Xe nào ô đô cũng thấp thấp hết á. Rất là ít chạy. Rồi bé này bây giờ chuẩn bị về Huế nha cả nhà. Anh em Huế chuẩn bị đón siêu phẩm nha. Một con xe nhiều công nghệ và cũng là một con xe trượt giá mình cảm thấy là nhanh nhất của nhà Hartley từ những năm qua nha. Từ lúc em trai này mua mới đi khoảng 700 vào năm 20 cuối đầu năm 2022, tới bây giờ là qua năm 2024 đi, cuối năm 2023 đi, là rớt đâu đó khoảng 300 mấy triệu nha cả nhà. Rất là dã man luôn. Rồi chuẩn bị tạm biệt em. Mình đang có mặt tại chi nhánh 185 Võ Văn Tần, quận 3 nha cả nhà. Mọi người có cần xe gì đó thì cứ hú mình nha. Mình sẽ hỗ trợ hết mình cho mọi người.